Để một chồng với em luôn. Có gì cho gì ba. Lên đi. Để lông trước. Đi vô nhà mình là phải đi bộ vô các bạn ơi, không có xe lớn vô, phải đi xe gắn máy. Rồi hồi đó mình là đường đá đỏ, thôi bây giờ người ta đã chán nhiều ngựa rồi. Đây là đi nó chở. Bây giờ mình đợi anh tài xế để mình lấy đồ cho ba mẹ mình. Tôi là La, đây là nhà của dì ba. Cây cao nè. 80 cũng vô rồi. Hay giờ mình phải đi sát kìa. Yeah. Với anh Việt. Nhà mới vẫn cũ không? Không có nhà mới hả chị Linh? Dạ, chị đâu có nhà mới. Người ta ở đây nè. Ừ, bắt được rồi, được rồi. Không, cũng như nay có thêm hộ mới nào hôn đó mà. Có thêm hộ mới hôn á, hay vẫn như cũ, vẫn như cũ. Chị đi hả? Ừ. Quay quay, ok. Trời ơi, cái đi hồi đó đi chỗ này là con chó nó rượt. Đi được 15 năm chưa? Em đi khỏi nhà ở Sài Gòn. Đi luôn. Dạ, lần đi luôn. Đây nhà bạn em mà không biết phải còn nó ở hay không. Sớm có mấy đứa à. Hồi xưa anh tưởng làm lễ dựng chôn. Dạ. Không có gì. Cái đâu cũng vậy, có duyên nợ mới đến được. Cô có khỏe không? Con Ly, con Ly. Không biết ai nữa. Con Trúc Ly. Con là Trúc Ly. Trúc Ly hả? Còn hồi nãy gì con gì? Chị Linh. Vậy hả? Chị dạ, Linh với chị Lan. Dạ đúng rồi, con lâu quá, mười mấy năm rồi, gần 20 năm con đâu có về, ít về mà. Dạ, ở nước ngoài phải không? Dạ đúng rồi, con mới về hôm nay đó. Trúc Ly. À, bạn của con Vô, con gái lớn của cô á. Con Dung. Đúng rồi, con bạn của con Dung á. Nó đi làm công ty. Vậy hả? Ừ, con ngoài con làm gì? Chưa làm gì hết, con giữ con. Dạ hả, được mấy đứa con rồi? Dạ ba đứa rồi. Hai gái? À, hai trai một gái. Dạ ngon ha. Rồi dạ. Nói mua nhà mua cửa đâu có hết rồi hả? Dạ có rồi. Dạ, cảm ơn nha. Dạ con cảm ơn con. Con chào con đi. Đi nha. Dạ dạ con chào cô khỏe. Dạ. Dạ. Nha. Cô đi thành phố hả? Ờ hôm bây giờ con về. Rồi một hồi có mai mốt con mới chở về đây nữa. Dạ dạ dạ. Rồi con cô sức khỏe nha cô. Con đi nha. Cho... Dạ dạ con cảm ơn cô. Dạ. Đây. Nhà cũ. Rồi. Ủa em biết anh không? Hả? Em biết anh không? Anh bạn của Hải. Hải em là chị Hải ha anh. Ủa chị anh? Chị Hải. Vậy hả? Vậy là kêu bằng chị rồi. À vậy anh là bạn học của Hải. Bạn học của Hải hả? Dạ. À. Dạ bạn học của Hải. Không mà đúng á. Biết không? À, lâu quá rồi không lâu nhớ. Quá rồi, chị không nhớ. À. Em biết hồi đó em biết chị mà. À thì hồi đó chắc học à. Trước nhau có tuổi á. Dạ. Ở chơi chung với Hải rồi có vô nhà chơi lại mấy chị nhỏ lớn mà. À. Thì biết chắc có thể rồi nhưng mà đâu có không gặp không nhớ. Em có thằng Sang rồi á, con phải đúng rồi biết không? À biết cái anh Sang gì đó mà chắc vừa gặp mặt không biết luôn. À, mới về rồi hồi Tết. Vậy hả? À, mới đi nay chừng 3 tuần. À vậy hả? À. Nay chị nhiêu tuổi rồi? À
lớn hơn Hải một tuổi. Vậy là tuổi gì? Hả? Ôi, chúc gặp. Hả? Ừ. Ủa, tôi rồi. À, học chung Hải chứ lớn tuổi hơn Hải. Ờ. À. Nó đẹp luôn. Dạ. Trời ơi. Cho xuống. Trời, cái đường đi vô nhà mình nè các bạn, hồi xưa không có giày đâu, bây giờ đổi chỗ rồi. Đây. Bà không biết bà thấy mình kêu mọi người giấu, không biết mọi người giấu có thành công hay không. Trời, mình xách bộ đồ của ba, mình mua mấy bộ đồ của ba chị mình giặt rồi chứ có quỷ nè. Chị Liên ơi, chị Liên, chị Liên, đường đi vô nhà ở đó mình nè các bạn, đây giường nhà mình nè, giờ làm cái lối đi này đó, trái cây nè. Hồi đó mình làm vườn nè, nhãn đây, nhãn xuồng nè, không biết giờ có trái không Đăng. Hồi nãy ngoài ngoài kia có trái á. Đây hồi đó mình xuống lội xuống dưới đây nè, mình bắt tôm cua nè. Nhà hồi xưa tôm cua nhiều lắm các bạn, có ba có năm, ở đây có năm công mà 5,000 m2 mà tôm cua nhiều lắm nha. Không có cua mà có tôm nhiều, tay nhiều nói ngồi nó bậy. Mọi người cười, trời ơi được cái mít nè, bây giờ có trồng mít rồi, bưởi nè, hồi xưa chỉ nhãn thôi, mận, nhãn với mận. Trời, có mấy cây cầu văng qua sao gãy hết trơn rồi nè. Trời ơi, nhìn mình tơi tả không. Trời, cái mận kìa. Ba mình. Ô, ba. Con mới về. Ôi, thấy ba không có như xưa, nó buồn ghê. Mấy năm. Ba cho con ngồi đi. Thôi, được. Ba ngồi. Dạ chị của anh thấy dạ. Người nào có khả năng quay phim là người đó có giỏi. Rồi nó lên kìa. À vậy ổ điện phải sửa đi ba ơi, nó cũ lâu rồi, sửa đi ba. Không phải lại. Ừ. Bắt nó làm đại nó không làm đâu. Để bà nội bà ngoại làm việc. Trời ơi, bà ngoại làm việc. Còn tụ là quan trọng nhất mà không ai giúp được. Trời ơi, cha mất hồn luôn. Cái đi. Hôm nay là mấy đứa về nè, vui luôn. Cây nước sữa bữa trái quá chừng, bây giờ hết trái rồi. Yêu con đã quay về nhà thăm xuân xưa, ngày dài trẻ thơ nơi con sinh đôi bàn tay vui ôm ấp bao mồ hôi của tình mẹ với nghĩa cha. Khom khom lưng lưng mây trôi xa xăm, ngày mưa gió tâm thân hao gầy,
mất mẹ xa mơ, trong mong con quay về nơi các em còn mỏi mòn mong nhớ anh. Mẹ cha yêu ơi, con bước đi ngày dài ôm giấc mơ. Hồi xưa mình không có ở chỗ này đâu. Ủa, sao tự nhiên mở cái đèn này chi ta? Trời ơi, các bạn coi, nhìn cái gì nó cũng siêu dẻo, lấy ra là cũng nguy hiểm luôn á. Ghê chưa? Cái táp lô điện rồi, thấy ghê chưa? Chị mình dọn cho mình ở nè các bạn. Trời ơi, chị mình dọn chỗ cho mình ở rồi. Ồ, nhìn nó ghê, nó xuống cấp không có ai ở. Ồ, nước quá trời vậy. Hồi đó là mình ở cái phòng này nè, nhờ sau này bỏ rồi làm nhà bếp. Ủa rồi cái nhà bếp ở dưới đây không sử dụng hả ta? Chỗ nó lâu năm, nó cũ kỹ, ba mình đây. Là la. Mới đóng lau phòng lại các bạn, chứ hồi đó lau phòng quá hả, bị sụp hết trơn luôn. Hay. Rồi bên đây là con rạch nha các bạn, mình ở gần con rạch nha. Ô, người ta lắp luôn hả ta, không còn nước luôn hả? À, nó lắp con rạch này luôn rồi, hồi xưa là mình tắm ở chỗ này. Bây giờ vừa nước nó chạy trôi ra luôn rồi, nó đông lại rồi, con gạch kia còn chảy nước không ta? Rồi ba đốt cái gì dữ vậy? À, con gạch còn này. À, nó đi đây, vừa nước quá chừng luôn. Vừa ở con gạch còn bé xíu vậy, giờ đò đâu có chạy hồi xưa. Trời đất, mình quay. Đây hồi xưa mà có vườn ba ở bên kia là đặt nò này nọ, giờ đâu còn nữa đâu. Đây trái dừa nước đây. Trái dừa nước. Cái bụi tre này là có từ năm nào xưa luôn nha các bạn. Có lâu đời lắm luôn rồi đó, mà mình bé xí luôn á. Ở sớm nay nhìn lạ quá. Vườn đất sao nó không còn đường nước nữa ta, sao tự nhiên chắc cái ngày nó kêu bà bị chảy cái gì á, mà nó nói đến đường nước không còn luôn ha, nó bị lỡ á các bạn, đường nước không còn luôn. Rồi nó lỡ mốt với nhà này không biết sao nữa. À, các bạn thấy không? Ở con điện thoại cái nhà tùy con. Con điện thoại cho nhà hàng chứ. Rồi nhà hàng đang chạy vô. Đi nữa chờ ông lên trên đấy đó. Hả? Ở mẹ đó, hồi nội đó ngủ đâu làm gì mà ngủ. Hồi đó mình chơi đi ngủ nghe gì. Đấy, bây giờ mới có bông có hoa hay dượng thật vào thắp nhang phải. Con
nói gì vậy anh Thảo? Thảo? Anh nói dạ em nghe. Nói gì bí mật không? Nói gì em nghe gì chưa nữa? Ủa sao không đứng gần mà đứng gì mà mất xa vòng kia? Quỳ cho lâu. Đây đứng vậy đây. Rồi. Đưa rượu đây này, rượu mà hồi xưa ông lên uống này. À. 5 công là 1 mẫu rưỡi, 5 công là nửa mẫu. 15 hay là 5? 5 cây à. Ba ơi, bỏ tủ lạnh đi. Ba đang sự kiện. Bỏ tủ lạnh tại sao? Tủ lạnh lớn lắm. Ăn hàng nha. Đi phục bánh. Rồi. Rồi, ok. Rồi ba. Con tặng ba cái bánh này là của đặc biệt của Pháp. Gọi mày đi, tao quên chó. Đừng có rung nhúc nhích rung rinh nha. Rồi, Trúc Ly tặng quà cho ba nè. Quê Phiên lại mai giúp được mình hết trơn luôn á. Tony đâu? Tony. Cái bánh này của Pháp nó 25 euro. Là có chút xíu mà 25 euro nha ba. Đâu đó có vàng đấy. Dạ. Nó có vàng á, ăn vô nó dính vàng á. Đúng không? Đúng không? Trời nóng quá trời nóng luôn á. Đặc biệt của Pháp, cái này gần hồi con để tủ lạnh cho ba nha. Ba lấy ba ra ba nha. Ba đi. Ăn ít thôi ba, còn ăn cháo. Không có ăn ta thử mà. Cho ba thử một cái thôi. Ăn cho biết cái mùi vị. Thấy có người gọi gì hết chưa? Có bánh này nó ngon nhất. Thì nó lại nó bu liền kìa, nó bu liền, nó đòi kìa. Em ăn được, em ăn không được mà nó khỏi chỗ ăn với. Có ngoại mà. Cho nó một cái thôi. Nó không có cái gì để ăn hết. Ông có khi ông lại thích bánh bánh Việt Nam. Không, ăn gì không ăn đâu ba. Trời ơi, đừng có mơ. Nè, dâu phải không? Xin ông ngoại cho miếng nè. Nè. Đi. Trời đất. Đây rồi. Ba thấy ngon. Bánh này mắc tiền lắm. Con chỉ mua được có mấy hộp. Dạ. Nói gì? 5 euro sang vậy? 25 euro. 25 euro là 600 ngàn. Không, cho euro đây. 700 có 27. Đó, từ rồi cái kia. Menu, tiền. Bà lấy cái quạt ra đây, quạt cái cho nó cho ba mát ra đi. Đưa tiền Việt đi, tiền kia ông đổi không được đâu. Lê để cho hút coi cho đi, hút cho. Nè, có hút mà. Hút qua đây. Nè mày đứng luôn đi, tao quay cho. Nhiều tiền mất mấy tiền qua đây mà. Đây đưa bác Phúc. Phúc ban tiền của bác Phúc, mình nhớ một cốc riêng mà sao giờ không rút ra. Rồi ngồi đi. Rồi đi con gửi cho ba đi cho mẹ làm một phần cho má. Thương ba mình lắm.
Tại vì ba mình hỏi chứ mày đâu có làm gì ra tiền đâu, tự dưng đi cho tiền chi. Cái mà nói là mình sẽ tiết kiệm được những thứ mà mình tiết kiệm cho bản thân của mình khi mình không có xài các bạn. Cái mình mới có tiền mà. Xong rồi. Cảnh nhìn. Ờ, cái mình bấm vô. Ờ, vậy mình quay tới. Nó khó quá, em có quay cho nó. Không, người ta hỏi kỹ thuật mà. Người, chị bây giờ chị muốn quay phim cho ai mà chị biết làm, người ta thích chị lắm. Tại vì mình phải học thôi. Đi của Tây. Trời ơi, trời nóng quá, nhìn chưa là tao đã thử rồi đó. Ngon á. Đây thằng trai con nữa đây. Nó chợ đi. Trắng dễ hơn quá. Ừ. Trắng như là bình thường. Không. Ba, bấm nghe ba con để tôi lạnh nha. Thôi. Gái mặt đỏ lòm gì lên. Chị thứ bảy là chị ké mình đó các bạn. Thuốc đó. Chị thứ ba. Cô anh thử đồ của ba coi ba mặc vừa không? Không, bây giờ ba không thử, nó quay video. Ba mệt hả? Ừ, chứ để người ta lớn rồi mày cứ bắt người ta cùng tiếp khách từ nãy giờ còn bắt thử đồ nữa chứ. Đừng phát. Ba đẹp. Hàn Quốc ơi. Hai người chung nhất nha, quá không? Nó còn ra to. Mấy kia nó phát lên được. Cái họ kia tâm hiện giờ cái này nữa còn đi lại. Đồ kia hiện gì nữa? Sao bữa gái đi ngoài rồi thì nghĩ dữ tâm. Ủa sao không thông báo với em câu nào hết trơn vậy? Không nói gì luôn. Áo dài gì? Tụi em gặp chị Hiền mà bà. Giờ món gỏi đây, nãy mình đặt món này các bạn. Cái này ai ăn vậy? Cái này em ăn được không? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Còn mới gì nữa, mau lên. Em ăn lẹ đi. Mấy cái đồ mát. Quay hết cả biên giới. Nè. Ồ sao nhiều vậy hả? Ăn mau lên đi, ăn mau lên đi. Đừng quay nữa. Mày ăn cái, ngồi ăn mà cũng nói chuyện. Má nói nó giận, mười mấy năm gặp nhau mà không thèm ôm nó một cái. Thôi mời bạn đi, tôi mời không có bạn đi cho người ta kìa, một đống người đang chờ bạn kìa. Mấy hôm mình các bạn thôi, có bình hóa thằng cháu tôi bạn. Thôi. Cháu cưng. Đứng một chỗ đừng có quơ tay quơ tới quơ lui một chỗ thôi. Ê quơ đây. Em sắp đó, anh đi đi. Ui coi gì, coi gì. Quay quay gì. Ngưng lại. Sao không thấy ta?